Hôm nay lại mất điện các bạn ạ. Ngắm nghía thế nào lại có một cái quạt cũ vất xó đây. Mà bây giờ đi ra mua một chiếc quạt tích điện mới thì phí tiền vô ích, dùng được vài bữa rồi vứt đi. Rồi, bây giờ có cái sẵn cái quạt cũ này không dùng đến thì mình sẽ biến chiếc quạt cũ này thành một chiếc quạt có thể dùng trong lúc mất điện. Và mình sẽ cần thêm một số các cái phụ kiện, đó là cái động cơ, trục nối. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biến một chiếc quạt điện thông thường bỏ đi thành một chiếc quạt tích điện để các bạn có thể sử dụng trong những cái lúc mất điện. Và khi có điện trở lại thì các bạn vẫn có thể dùng chiếc quạt này thành một chiếc quạt điện thông thường. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đầu tiên các bạn sẽ tháo cho mình cái nắp động cơ này ra. Thì quạt cũ nó sẽ có một cái túp năng ở phía trên này, nhưng cái của mình nó đang bị mất đi rồi. Các bạn tháo ra, các bạn rút nó ra. Thì đây là cái động cơ bên trong. Tiếp tục các bạn sẽ tháo cái hộp số này ra. Đây chính là cái hộp số đảo gió này. Thì các bạn sẽ tháo các cái con ốc ở đây ra. Sau khi các bạn tháo hết ốc ra thì các bạn sẽ bỏ cái hộp số này ra. Và đây chính là cái trục quạt. Đây các bạn thấy đây, mình đã lắp vào đây rồi. Thì các bạn sẽ kiếm lấy cho mình một cái thanh kim loại. Và các bạn sẽ đo, các bạn ướm cái motor này với cái motor của quạt. Và các bạn sẽ đo xem là cái khoảng cách nó bao nhiêu. Thì các bạn sẽ đo, các bạn cắt cho nó vừa khớp nhé. Rồi các bạn sẽ khoét hai cái lỗ hai bên để chúng ta bắt ốc này. Motor nào cũng thế, nó đều có cái lỗ bắt ốc ở trên thân motor này. Cái trục này nếu các bạn có được thì tốt, còn nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng một cái ống nước cái loại phi 8 gì đấy. Thì các bạn sẽ cắt một cái đoạn khoảng 4 đến 5 phân, các bạn nhét nó vào đây. Và hai đầu này các bạn sẽ lấy cái dây thép các bạn buộc chặt nó vào thôi là nó chuyển động cũng rất ok các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Thành quả sau khi mà lắp đây, rất chi là ok luôn. Motor quay thì quạt nó cũng sẽ quay theo. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần dùng một cái bình ắc quy 12V các bạn cắm vào thôi. Thường thì gia đình nào cũng có cái xe máy ấy, các bạn mở cái cốp xe máy ra. Các bạn lấy luôn cái bình ắc quy của xe máy ấy, các bạn cắm nó vào. Nếu các bạn chạy lâu ấy thì các bạn sẽ mở xe máy lên, tức là chạy ở cái chế độ rốt đoa ấy. Các bạn mở lên là cứ thế mà dùng thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, quay ngon lành cành đào luôn. Ắc quy này. Đây. Trục quạt này. Quay này. Cánh quạt rất chi là ok luôn. Mắt rười rượi luôn các bạn nhé. Các bạn thấy không? Chúng ta không cần phải tốn tiền mua một cái quạt sạc tích điện làm gì cả. Bởi vì cái quạt sạc tích điện bây giờ giá cũng khá đắt luôn. Vài trăm đến hàng triệu một cái quạt. Mà trong khi đấy mình dùng mấy ngày trong cái mùa hè này thôi. Thì hết mùa hè rồi thì mình lại vất một chỗ. Mà cái quạt sạc tích điện nó có một cái yếu điểm, đó là cái pin hay là cái ắc quy của nó xuống cấp rất nhanh. Các bạn dùng được có vài ngày, xong rồi các bạn vất xó cả một năm trời, dẫn đến là cái ắc quy nó sẽ bị chai hoặc là cái pin nó bị chai. Cuối cùng năm sau muốn dùng lại thì chúng ta lại phải mua ắc quy khác, rất chi là lãng phí luôn. Nhưng mà với cách này thì các bạn thấy không? Các bạn tận dụng cái motor cũ vất đi thì các bạn chế nó như này. Thì cái quạt thông thường của các bạn vẫn thể biến nó thành một cái quạt tích điện bằng cách các bạn sẽ dùng ngay các cái bình ắc quy của xe máy cũ, hoặc là dùng ngay cái bình ắc quy của xe máy đang chạy. Các bạn mở cốp ra, các bạn cứ thế nổ máy nhé. Các bạn nổ máy để cho nó có điện, nó sạc vào ắc quy liên tục. Thì các bạn có ngủ cả đêm nó vẫn có điện nhé. Và khi mà các bạn dùng xong rồi thì các bạn có thể bỏ cái này ra, tháo cái ốc này ra, bỏ nó ra. Thì các bạn lắp nó lại thì cái quạt này nó lại biến thành một cái quạt sử dụng một cách thông thường. Tiện không các bạn? Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.